Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Đức Cảnh Yêu Bonsai xin chia sẻ với quý vị và các bạn kỹ thuật trồng chăm sóc tạo hoa và nhân giống đối với cây trinh nữ hoàng cung. Trên màn hình quý vị các bạn đang quan sát hình ảnh của cây trinh nữ hoàng cung, một trong những dược liệu quý phổ biến ở đất nước ta. Vậy chúng ta cần phải làm gì để chúng ta tạo hoa và nhân giống? Một là kỹ thuật nhân giống. Về kỹ thuật nhân giống, chúng ta cần làm các bước như sau. Thứ nhất, chúng ta lựa chọn cây thân chủ, cây thân mẹ đã khỏe mạnh. Thông thường cây đã được trồng và có sức sống tốt, không bị sâu bệnh, không bị nấm mốc và có tuổi đời ít nhất từ 6 tháng cho đến 1 năm trở lên. Hai, chúng ta sẽ tiến hành dùng các dụng cụ sắc nhọn để chúng ta khơi đất và tách chiết từ cây thân chủ, thân mẹ ra. Thứ ba là chúng ta sẽ lựa chọn cây để chúng ta tách là những cây thực sự khỏe mạnh, cứng cáp, không bị sâu bệnh, không bị nấm mốc và có tuổi đời ít nhất khoảng được 2 tháng trở lên. Thứ tư, sau khi tách chiết xong, chúng ta sẽ dùng kéo cắt một cách gọn ngọt đối với toàn bộ thân ngọn lá trừ phần bầu đế thân hành khoảng tầm 5 cm. Và nếu cây tách ra đã thì chúng ta sẽ dùng kéo để chúng ta cắt hệ thống rễ già để sau khi trồng thì sẽ phát triển bộ rễ mới, cây khỏe mạnh hơn. Nếu như cây tách chiết ra dạng bánh tẻ thì chúng ta không cần thiết phải cắt bộ rễ, chỉ cần cắt bộ lá ngọn như đã nói. Thứ ba, sẽ tiến hành trồng. Việc tiến hành trồng, chúng ta cần phải đảm bảo về giá thể đất và vị trí địa thế để trồng. Cụ thể như sau: một, giá thể đất cần có giàu chất dinh dưỡng, tơi xốp, không bị cằn cỗi bởi đá sỏi vân vân, hoặc không bị nhiễm phèn. Hai, chúng ta phải lên luống, bởi vì đây là cây chịu được độ ẩm nhưng không chịu được úng nước, nhất là không chịu được úng nước trong thời gian dài ngày, cho nên cần lên luống. Ba, chúng ta sẽ trộn giá thể đất trên luống để trồng. Lấy giá thể đất thành phần chính là đất thịt, đất phù sa nếu có, trộn với sơ dừa, chấu và phân bò khô khoai mục. Lưu ý, giai đoạn mới trồng, phân bò khô hoặc phân chuồng khoai mục chỉ chiếm 10-15% tổng giá thể đất. Sau đó chúng ta sẽ rạch luống và tiến hành trồng cây con đã được tách chiết ra. Khoảng cách trung bình theo kinh nghiệm thực tiễn cần 30-50 cm, bởi cây sẽ sinh trưởng phát triển, tạo cây con và ra hoa. Trong thời gian tới cần phải được chăm sóc, đảm bảo khoảng cách tốt hơn. Thứ tư, chế độ diệt trừ sâu bệnh, tưới tiêu. Về chế độ diệt trừ sâu bệnh, nhất là vào mùa mưa nóng ẩm, sâu bệnh phát triển tương đối mạnh, chúng ta cần kiểm tra để diệt trừ sâu bệnh nấm mốc. Nếu ít, chúng ta sẽ bắt thủ công loại trừ. Nếu nhiều, đối với việc để chúng ta loại trừ, phun ta tưới tiêu đảm bảo trung bình một tuần được phun 3 lần cả 2 bề mặt và không phun để trên nước và không để quá khô cằn bề mặt của đất trồng, đế trồng để loại trừ năm trứng, việc thu hoạch côn trùng vân vân. Từ thời điểm trồng cho đến thời điểm thu hoạch, nếu nấm mốc chúng ta sẽ mua 10 tháng cho đến 1 năm là tốt nhất. Việc thu hoạch, mỗi lần thu hoạch chỉ cần thu hoạch 60-70% tổng thiết diện của cây, không nên thu hoạch toàn bộ, cần phải trừ lại phần lá ngọn non và lá nhỏ
có cây con mới trưởng thành để tiếp tục nuôi dưỡng. Cứ sau khoảng một quý chúng ta sẽ thu hoạch một lần sau thời điểm đủ 10 tháng cho đến một năm nêu trên. 6. Việc tạo hoa. Để hoa ra thường xuyên, trung bình cây sẽ ra hoa 2 lần vào giữa mùa xuân và cuối của mùa thu. Để hoa ra đời đồng loạt, tươi, thơm, chúng ta cần có chế độ đảm bảo phân. Về phân, cứ một quý cho đến 4 tháng cần phải bổ sung bón phân, ưu tiên là phân hữu cơ như phân chuồng đào hoa mục hoặc phân vi sinh, hoặc có thể mua phân vi sinh bán ở các vựa về chúng ta bón. Bón cách gốc khoảng 10 cm và lấp đất. Trung bình 6 tháng chúng ta sẽ bón phân lân. Việc bón phân lân để đảm bảo cho cây ra hoa và phát triển về tai cành, ngọn, lá. Tỷ lệ ban đầu chúng ta bón ưu tiên về phát triển về lá, cây con, tức là tỷ lệ đạm cao. Sau đó một tháng sẽ tiến hành bón tỷ lệ lân, kali cao. Lưu ý sau mỗi đợt hoa chúng ta cần phải cắt tỉa và tiếp tục chế độ chăm sóc, đảm bảo ánh nắng, tưới tiêu, vân vân. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mong quý vị và các bạn tiếp tục like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ kênh của mình. Mời quý vị và các bạn quan sát lại một số hình ảnh hoa của cây trinh nữ hoàng cung. Chào tạm biệt các bạn.